Còn tôi đó, Chi Quang Anh. Dạ 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 dạ, con chào nhạc phụ. Thằng khùng, mày không phải là bạn hàng xóm của Quang Anh đó nghe, là mày tới số với tao rồi đó. Trời ơi, mày tránh xa con Yến con của tao ra giùm đi. Nó né mày giống như né thà vậy đó. Mày không cảm nhận ra để mày né nó giùm tao một cái. Bực bội à. Quang Anh, hỷ sự lâm môn rồi đó. Nè, thằng này là đệ tử của tôi, ông không có quyền nói chuyện với nó bằng cái giọng đó. Bây giờ tôi nói thiệt cho Quang Anh biết luôn nè. Cái pho tự mà bị ngã bữa nay đó, có một vị thiên lôi bị kẹt ở trong đó đó. Rồi cái đích thân thiên lôi hiện ra ngay trong đình làng đó. Đưa cái này cho tôi nè. Ông nói Ngọc Hoàng chọn ông, công danh rỡ ràng, dân làng phải thờ ông ngoài đình á. Cho nên chỉ có ông rớ vô mới dựng được cái tượng đó thôi. Thiệt vậy hả? Thiệt xong thiệt. Nè, linh dị nè. Thấy không? Từ đây. Cái gì vậy? Bà Lập. Công danh rạng. Nè, công danh rạng nữa. Cái gì vậy? Hồ Phượng à, cứng quá. Ông đó, ông tính hại người tới cỡ nào hả? Nếu mà không có vụ này á, là ổng cũng ở trển rồi. Suốt ngày hảo quyền, thi đậu làm quan, tự cao tự đại, riết rồi không có ai chơi hết đó. Có thằng hớn khùng này nó mới lui tới thôi chứ đâu. Tôi không có khùng nghe. Tôi không có khùng đâu á. Thím bà, lửa lời mà nói. Kỳ này á, là ổng đậu chắc chắn luôn. Nín. Làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, đậu cái gì mà đậu? Ở đó mà lo đậu làm quan. Quan gì? Quan ăn bám vợ con á thì có. Quan bà ơi, quan bà cũng phải khoan thai chứ. Chứ cái phong thái của quan bà kiểu này thì... Ông đưa đây. Nhìn đi, trời báo mộng đó, không phải chịu nhận chơi đâu. Nhìn đi. Bệnh nặng dữ lắm rồi. Ê, bà Hảo bị trời trồng hả mày? Ê tụi bay, đói quá à. Không có chủ sói ở đây để dụ ổng đi kiếm đồ ăn cho tụi mình ha. Thì bây giờ á, mình phải tự kiếm. Bây giờ có gì đâu mà ăn. Trái cây chưa đến mùa, chủ vườn nào cũng lùa chó canh gắt lắm. Hồi nãy chạy theo đám vịt kia, đói mà không được cái gì hết, chán thiệt. Có bao nhiêu cái trớn á cũng bị chủ canh lụm hết, chán thiệt. Phải chi bây giờ có trớn ăn cũng đỡ ha. Ê, cái gì? Không phải là trứng đâu, bên kia có sẵn kìa. Ồ, là sao? Kìa, bên kia kìa. Ôi, mày đừng nói là bắt đám vịt đó ăn nha. Vịt của Phú ông á, ông đánh đi chết á. Thì mình nói cáo trồn gì đó ăn. Nướng ăn một bữa đã đời luôn. Chứ ăn khoai hoài tao ngán quá. Ăn xong á, chôn cái xương với lông đi. Ai mà biết được. Thôi mình đi. Đi. Nhanh lên. Đi. Lẹ lên. Để tôi với. Nè, đem tiền qua trả cho nó liền, nghe chưa? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi là không được chơi với cái thằng bất hảo đó. Tôi nói bữa nay đến trường đi học mà. Bây giờ ở nhà đi học nghe chưa? Con có vô lớp đàng hoàng mà thầy nói với con á là thằng hớn này á hơi thở mạnh bạo. Sau này chỉ có xài nắm đấm là giỏi thôi à. Mà con vô đình á với mấy ông tưởng đâu có ai nói chuyện với con đâu. Chỉ có mình anh ba là chịu nói chuyện với con thôi à. Còn cái tiền này á, con có được á là do con với anh ba khiên tượng có chứ bộ. Đó, thấy không? Khiên tượng thần hoàng mà lấy tiền. Trên đời chỉ có cái thằng bất hảo đó thôi. Vậy cũng nghe theo nó hả? Không phải đâu. Phải mạng lớn lắm mới khiên được tượng đó đó. Tượng bị thiên lôi ám á. Cái gì? Thì thiên lôi báo mộng. Anh ba sắp đổ đạt. Sắp làm quan lớn lắm á. Rồi mày tin nó hả? Tin chứ.
nó sắp bày mưu tính kế gì đây nè. Con vợ nó đã khổ dữ lắm rồi. Hả? Mẹ nói với con bao nhiêu lần là không có được chơi với nó. Cấm nghe chưa? Cấm không được qua nhà nó nữa nghe chưa? Ở đó đi, tôi kiếm chuyện gì cho mà làm. Gàng là ta thấy ngươi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ta sẽ cho mi biết tay để lấy lại danh dự của người cô thế. Ăn hiếp kẻ yếu nè. Cái thằng khùng này. Khùng cái gì? Rõ ràng tụi này là quỷ nè, phá làng phá xóm hơn cái gì nữa. Ăn cắp như chào chảo vậy. Mà mày cũng bao che đánh tao nữa. Ê, nhưng mà ta có thấy huynh đệ của ta phá làng phá xóm gì đâu. Ngươi đừng có mà vu oan nghe chưa. Bây giờ ngươi phải trả lỗi với lại ba đệ của ta đi rồi ta tha cho. Trời, nè, cái thằng khùng này, tao mà đi tạ lỗi với ba thằng quỷ nhỏ này hả? Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, vu oan cho kẻ cô thế, tạ lỗi đi. Ông ấy thì đền đi. Không chịu hả? Không chịu thì ta đánh. Ê, đánh nè, đánh nè, đánh nè, quánh nè, quánh nè, đánh nè. Không đền nè, có đền không? Có đền không? Được. Bỏ ở đây đi. Rồi muốn tả gì tả. Còn bộ thượng đúng không? Mày kêu ba con quỷ nhỏ này nè, tao dẫn về gặp Phú ông, rồi ông thường cho tụi nó. Chú sói, ông định lừa chú sói á. Chú sói đừng giao đệ với ông. Ông quýnh đệ chết luôn á. Không, tôi tính luôn. Tao hứa danh dự luôn. Thương lắm. Nè, đi vậy. Đem danh dự ra hứa là nhất định phải giữ lời đó. Giữ lời, giữ lời. Ta tin ngươi. Mấy đệ cứ yên tâm, có chuyện gì thì cứ nói ta, ta giải quyết cho. Bây giờ ta có công chuyện gấp cần phải đi. Gặp mấy đệ sao nha. Gặp. Người coi chừng người ta đó. Không có được làm gì mấy đệ, ta nghe chưa? Chú sói, đừng có đi mà chú sói. Chú sói, đừng có đi. Mày đứng lại. Tụi mẹ chịu số tôi á. Ông nhớ ông quýnh tôi nha. Ông đừng có chói đó. Bà đứa quỷ. Bộ ông tính đi thi thiệt á hả? Chứ sao, tôi phải lên kinh ứng thi chứ. Kỳ này thi đổ trạng nguyên về cho vợ con nở mày nở mặt chơi. Chà, đi thi đi cho vợ con nở mày nở mặt. Mà nè, đi thi thì người ta mang ít ít thôi cho nó nhẹ, đem chi cho một đống vậy, làm sao mà giác nổi, đã cái thân làm biếng nữa. Ủa, ai nói tôi giác? Có người giác giùm, hiểu không? Mắc mớ gì không mang đầy đủ đồ để xài. Nè nè, làm gì mà sang dữ vậy? Đừng có nói với tôi á là mướn tiểu đồng theo hầu hạ nha. Phải hơn tiểu đồng chứ. Đã nói chồng của bà không phải dạng vừa đâu. Nè, bà ghi nhớ nha. Kỳ thi này về, bà Hảo không còn là bà Hảo ngày xưa nữa đâu. Thank you.
ơi, ngủ hoài ngủ hoài. Phải mà đi học như người ta là bữa nay cũng đi thi rồi. Cái gì đâu mà ngày nào tôi cũng phải đền bắp, không thôi là đi đền khoai. Khổ quá mà. Mẹ 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 đừng lo, sắp rồi. Sắp cái gì hả? Bây giờ thôi, học chữ không vô, thôi làm ơn đi học giùm tôi cái nghề đi. Học nghề được là coi như có phước rồi đó, được không? Dạ, học thì học, nhưng mà mẹ cho con tiền đi học đi. Con chịu học nghề phải không? Học nghề nghe. Bây giờ con tính học nghề gì nói mẹ nghe. Thì để con đi vòng vòng coi có nghề gì vui không con học. Thôi được rồi, để mẹ tính cho. Bây giờ học nghề mộc đi. Hay ông ấy học nghề rèn cũng được nữa. Đúng rồi đó, đây nè. Hả? Trời ơi, mẹ đưa cho con ít tiền nghe. Con qua con đóng đây. Đóng trước nhiều đây thôi nghe. Rồi á, nhắm mà học được mình đóng tiền tiếp nghe. Nghe. Nhưng mà tôi nói trước nghe, không có đi kiếm thằng Ba Hảo nghe. Gặp nó là nó dụ nhậu hết tiền, không có tiền đóng tiền học, nghe chưa? Con biết rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đóng tiền học đó. Con biết nhớ rồi. Nhớ đó. Nhớ rồi. Bà già có nghi không? Mẹ đệ có nghi không đệ không biết, nhưng mà mẹ đệ có dặn là gặp huynh ở đâu là phải tránh xa huynh ra. Đi. Người cô em chờ nó đi rồi, nó không có về đâu, lo lấy chồng đi. Chàng đi thiệt hả? Nói thiệt không nghe, hối không kịp à. Để lên kinh gặp chú huynh á. Có gì ta nhắn với lại chú huynh là có quý nương chờ ở quê nghe. Đừng có lo. Ta đi nghe. Không tin thì thôi. Đi. Trời ơi, cái thằng Ba Hảo kìa, cái mặt thấy ghét gặp hoài à. Đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã, trời xanh một cặp à. Cái thằng cha Ba Hảo đó, láo cá thấy mồ hà. Đi với thằng hớn khùng, con bà Tư chứ gì. Đúng rồi. Chị thấy không, bắt nhỏ giác thấy mồ luôn hà. Anh ba. Người ta nói ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ý nói là tôi với huynh là trâu là ngựa đó hả? Đúng rồi. Hey, mày không phải. Ý là hai anh em mình giống nhau. Cùng hỏi cùng thuyền. Xét ra mình có duyên chứ bộ. Ta là Hảo, đệ là Hớn. Hai anh em Hảo Hớn. Hay. Hảo Hớn. Hay. Mai mốt lên kinh á, nhất định tôi sẽ kiếm chu huynh cho Yến. Với lại tôi kiếm Bá Thiên nữa. Vậy anh ba. Đi. Bây giờ các thí sinh hãy nộp giấy ghi danh để chuẩn bị vào thi nha. Dạ học trò gửi. Được rồi, ngươi vào chỗ thi đi. Dạ. Người kế tiếp. Dạ của học trò. Vào đi. Dạ. Người kế tiếp của học trò. Dạ của học trò. Ủa, vào đi Ba Hảo. Dạ. Chà, coi bộ huynh cũng quyết tâm đeo đuổi nghiệp đèn sách này ha. Thi biết bao nhiêu lần rồi, chắc năm nay huynh là thí sinh lớn tuổi nhất của trường thi lần này á. Huynh cũng thua tôi có một niên chứ mấy. Tôi cũng lo quá, không biết kỳ này mà rớt nữa không biết lấy gì ăn đây. Huynh lo chứ gì, kỳ thi này tôi đậu là cái chắc. Sao huynh biết? Thôi, thi cho tốt nghe. Rồi huynh sẽ thấy.
Chú Huynh, ngươi vô chỗ thi đi. Chú Huynh, người kế tiếp. À, ta thấy ngươi quen quen. À, lần này là lần thứ mười mấy rồi, sao mà không quen được. Nhưng mà mấy lần trước là xui thôi, thưa quan. Lần này tôi chắc chắn đậu. Lần này có gì đặc biệt mà ngươi chắc chắn đậu vậy? Cái đó là niềm tin quan à, niềm tin nằm ở đáy con tim. Vậy ngươi hãy cố gắng nghe. Thôi, chào coi tên nha. Dạ, đa tạ quan. Chuẩn bị thi hả? Dạ dạ. Cứ yên tâm thi đi. Dạ dạ. Đừng chừa giấy trắng là được. Dạ. Mọi chuyện để ta lo cho. Dạ, đa tạ quan lớn. Quan lớn, nhà của hạ nhân á, có gửi lên cho quan lớn một nhỏ nhỏ. Không, cái đó không có nhỏ đâu, cái đó lớn lắm. Không, không, tiền lớn lắm. Y ta nói cái chuyện này nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được là chết. Quên, quên, hạ nhân quên. Nhận rồi. Cũng to lắm đó nha. To lắm. Cứ thi xong đi rồi nhậm chức. Dạo này phản tặc lộng hành lắm, ta cần vài người thân tín để phụ tá ta tiêu diệt phản tặc. Dạ, tâm sự nhờ quan lớn à. Chỉ cần vài niên là đủ vốn rồi. Vài niên là đủ vốn hả? Ừ. Hồi trước quan lớn ăn. Ừ. À, không. Dạ dạ dạ, dạ không có. Nói nhỏ nhỏ thôi. Còn cái vụ mà hỏi cưới con gái quan Tần á, người cứ tính đi rồi ta tiến hành cho. Hả? Dạ, cái đó quan lớn tính giùm luôn ha. Vậy hả? Dạ. Được rồi, để quan lo. Dạ. Cho ta sắp được làm quan, sắp được, sắp được làm rể. Chú Huynh hết rồi. Chú Huynh tính lấy vợ trên kinh thành hả? Vậy còn Yến ở dưới quê thì sao? Thằng khùng, ta lên ở đây mà còn bị mày ám nữa hả? Bám gì bám dài gì đĩa, con đĩa dài sọc, cao nhồng, bị khung nữa. Đi ghét. Đi. Không đi theo à? Đó đó đó, cái chuyện nhấp nhấp này nè. Muốn đi theo không? Không đi theo nó nghe chưa? Thằng Quang đó. Ông Quang đó, bộ huynh biết ổng hả? Hồi xưa nó là bạn đồng môn với ta, bây giờ nó làm quan, còn mình thì vẫn lẹt đẹt đi thi. Không sao đâu, sau này huynh thi đậu rồi huynh cũng sẽ làm quan thôi mà. Thằng đó nó có tiền mưu chức, chứ học dở như hạch, ai mà không biết nó. Đi đâu ạ? Hả? Đuổi theo chú huynh. Chi? Ông biết gì không? Tối hôm qua Bằng Thế Thiên đột nhập vô nhà quan phủ. Trời ơi, ghê vậy. Tụi nó lấy sạch, không chừa một cái gì. Mà tôi còn nghe người ta nói tay Bá Thiên đó xuất quỷ nhập thần, tên độc đao kiếm chém vô người rụng lả tả, nghe mà thấy ghê thiệt. Tay đó chắc là thần linh chứ không phải là người. Ừ, đúng rồi. Chi dân càng ngày theo càng nhiều, triều đình thì càng quản giết. Hai ông có biết Bá Thiên ở đâu không? Chỉ giùm tôi một cái. Tôi bạn ổng, tôi đang kiếm ổng á. Nếu ông là bạn của Bá Thiên, chắc tôi cũng là em ruột của ổng quá. Trời trời, tôi nói thiệt mà. Trời, tại chẳng qua ông bị đau kiếm chém không sao, là tại ông có Ê, bạn Thế Thiên kìa. Đó đó, cướp. Anh cướp mở người ta. Anh cướp. Đúng rồi đúng rồi, Bạn Thế Thiên kìa. Ơi ơi ơi, Thế Thiên, tôi nè. Ê ê, đi. Ê ê, tôi nè. Cha đi làm đi đâu tiêu rồi. Ờ, nói bạn thân mà thấy có thân gì đâu. Cha xạo quá. Tôi nói thiệt mà. Hắn ta là người đã cho chủ soái viên ngọc đó. Hèn chi đừng nghe hắn kêu. Nhưng mà tại sao Như Ca không dừng lại?
Bây giờ chủ soái muốn trả hắn Ngọc, nhưng mà nhờ có Ngọc, thanh thế của Thế Thiên bây giờ nổi như cồn, ai cũng tưởng băng ta có trời độ. Con muốn trả cũng không phải là lúc này. Phải, bây giờ nghe chủ soái có Bùa Thiên, quan binh sẽ càng muốn giết. Hay là mình đừng nói với chủ soái, mình hãy đi gặp hắn. Chủ soái. Chủ soái, sao rồi? Ngoài thành có gì mới không? Dạ, thưa chủ soái, sau đợt truy đuổi thất bại, quan binh có vẻ đang án binh bất động. Nhưng mà nghe râm ran thiên hạ đồn, chủ soái có phép thần thông, đi mây về gió, đau thương bất nhập, cho nên là người dân kẻ sợ người mừng, cùng quan binh xung sao lo lắng. Được lắm, ta phải thừa thắng, tranh thủ đánh quả cho triều đình lẫn dân chúng biết Thế Thiên không hề hấn gì, mà còn khuếch trương sau vụ đó. Còn cái cát trên tay chủ soái là... Tráp này chứa mạng ta, ai lấy được tráp có Ngọc coi như là lấy được mạng của Bá Thiên này, dẹp tan Thế Thiên. Cho nên ta phải chạy trốn, và ta kiếm ngôi linh từ bí hiểm, nơi núi non hiểm trở, tuốt trong miền trong cất giấu. Hai đệ giúp giùm ta tung tin này ra ngoài.